Công trình đường cờ Tổ quốc đã và đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những con đường rợp bóng cờ không chỉ góp phần điểm tô cho bức tranh nông thôn mới nơi đây thêm rực rỡ, mà còn tôn vinh niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Nếu như trước đây, vào dịp lễ Tết, mỗi gia đình treo cờ Tổ quốc chưa đều đẹp, thì nay các gia đình tham gia mô hình cột cờ kiểu mẫu xây dựng tuyến đường đẹp đã thực hiện treo cờ vào giá đỡ, ngay ngắn, thẳng hàng phía trước nhà, trông đẹp mắt và khoa học. Công trình cái tổ dân cư của cái Bình Áp Bắc 1 cũng như cái tuyến đường số 10, thì nói chung thì trong thời gian qua thì khi mà lễ Tết rồi này kia nọ thì dân chúng người ta treo cờ thì nó không có đồng loạt. Đến bây giờ mà khi mà chi bộ được cũng như ban điều hành vận động nhân dân làm thành tụ cờ thì nói chung thì nó đồng loạt thì nó rất là khang trang, thấy tuyến đường rất là sạch sẽ. Thì nói chung là mình rất là phấn khởi. Tôi thấy rất là phấn khởi, rất là tự hào và sẽ cố gắng là cống hiến hết sức mình, vận động các chị em hội viên phụ nữ cố gắng cùng tham gia các cái phong trào thi đua xây dựng để cho các cái tuyến đường ở trên khu vực của mình ở thì nó xanh, sạch và đẹp. Mô hình cột cờ kiểu mẫu xây dựng tuyến đường đẹp tại xã Hòa Long được thực hiện tại đường số 10, ấp Bắc 1 với chiều dài hơn 1 km, có sự tham gia của trên 94 hộ dân. Để thực hiện mô hình, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương vận động xã hội hóa để người dân chung tay đóng góp. Tổng kinh phí nhân dân đóng góp để thực hiện mô hình gần 50 triệu đồng. Thực hiện theo cái hoạch của khối dân phận vận đảng ủy xã thì năm 2024 thì cấp ủy chi bộ của Bắc 1 có xây dựng kế hoạch, thì trong đó là tổ nhân dân là phối họp với các ngành đoàn thể của ấp đi đến từng hộ dân trên tuyến đường số 10 và vận động bà con nhân dân cùng là nhà nước như nhân dân cùng làm để ủng hộ một ít tiền để mình làm lên cái cắm lên cờ để cho nó sáng cái bộ mặt của địa bàn ấp. Vào những ngày lễ Tết, những sự kiện trọng đại của đất nước, lá cờ Tổ quốc được treo trang nghiêm thẳng hàng trước nhà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện nếp sống văn minh, tạo diện mạo tươi sáng tại các vùng quê. Có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều thành viên đã ủng hộ, đã cố gắng để làm nên cái tuyến đường có cờ, tức là làm được tuyến đường cắm cờ, đã cắm cờ rất là đẹp như ngày hôm nay. Và có thể nói là sang đến năm nay thì các tuyến đường có cái sự thay đổi rất là nhiều, không chỉ ở Bắc 1 này mà cả ở ấp Đông, rồi ấp Bắc 2, ấp Bắc 3 cũng đã xây dựng những tuyến đường có cờ, có hoa rất là đẹp. Mô hình này rất là hiệu quả để nhằm nhân dịp các ngày lễ lớn thì người dân sẽ thể hiện cái tinh thần là treo lá cờ Tổ quốc để cùng với cả nước chào mừng các cái ngày lễ kỷ niệm trọng đại và vận động nhân dân cũng như là toàn thể cán bộ đảng viên treo cờ Tổ quốc tại nhà và tổng vệ sinh để nhằm giúp xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Xã Hòa Long có 6 ấp, đến nay địa phương đã thực hiện mô hình cột cờ kiểu mẫu xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn 4 ấp. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục lan tỏa, nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt đầy đủ các tiêu chí để lên phường. Lá cờ, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc và treo cờ vào các dịp lễ Tết không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa, lòng yêu nước mà còn tạo cảnh quan khu dân cư khang trang, tươi đẹp. Qua đó góp phần giáo dục tình yêu, quê hương đất nước và tự hào dân tộc.